Hàng Nhật 123 xin giới thiệu tới quý khách hàng một bộ sen tắm Toto nội địa Nhật Bản. Bộ này có model là Toto BTBV03404G. Đây là model mã mới thay thế cho mã của 40G cũ. Mã này thì thiết kế chức năng thì cũng tương tự như mã 40G thôi. Có massage, có đổi chế độ nước. Nhưng mà bát sen được thiết kế đẹp hơn hoàn toàn. Giống như tất cả các sản phẩm khác thì đều có các tô lô từ nhà máy. Đây là những hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn lắp đặt để chúng ta dễ dàng sử dụng lắp đặt hơn. Đây chính là cái phần dây ống. Dây ống này thì được làm từ cao su nên thấy là độ dẻo dai của nó rất là tốt. Và cái độ này này, nó rất là mịn và nó sẽ không tránh bị canxi bám. Nó không giống như cái lớp dây sắt. Thì canxi bám thì một thời gian nó rất là bẩn, nhưng mà cái độ mới của cái này thì lúc nào nó cũng sẽ được duy trì. Đây là hai đầu gen này. Ở trong đây có hai cái do nên là chúng ta bỏ ra lắp đặt thì lưu ý. Tiếp cái phần này này, nó sẽ giúp chúng ta xoay mà không bị xoẳng dây này, rất là tốt. Nó chỉ làm cái đơn giản thôi nhưng mà rất là tiện ích. Tiếp theo thì đây chính là cái bát sen của chúng ta. Như chúng ta có thể nhìn thấy là cái bát sen này mạ chrome đẹp hơn rất là nhiều và to hơn, cầm tay thì chắc chắn hơn. Đây chính là các nút bấm để thay đổi chế độ nước. Đây. Các nút bấm để thay đổi chế độ nước rất là thích tắm nước xả ra sủn bọt khí. Và cái nút van này chính là nút van cặn, chống cặn lưu xứ rất là tốt. Đấy, các nước ra từ những cái lỗ này rất là thoải mái và sủn bọt khí, giúp cho sảng khoái hơn trong lúc tắm. Phụ kiện tiếp theo thì đây là cái phần đấu nối. Tiếp đây chính là cái thân chính này. Thân chính của bộ sen TBV03401 gì. Đây. Đây là cái nấc lên và xuống. Đây là vòi xả bồn. Đây, đây là cái nắm lạnh. Ở đây thì cũng có khống chế nhiệt độ ở 40 độ và có khóa trẻ em. Đấy, nghe cái tiếng tách tách này nghe nó đã thấy nó rất là chắc chắn rồi. Tất cả cái này làm từ đồng mạ niken chrome cho nên là cái độ sáng bóng của cái này nó luôn được duy trì và chống bám bẩn ở đây rất là tốt. Đấy. Tiếp đến ở đây thì có hai cái tay treo, hai cái tay cầm như này. Đấy, hai cái tay cầm này thì giúp một cái trên một cái dưới, giúp cho trẻ em và người lớn thì có thể dễ dàng treo sen lên. Đây là hai vòi bắt nóng lạnh, hai tay bắt nóng lạnh để giúp di chuyển ra vào phù hợp với lại các lỗ. Đây là ốc vít phụ kiện này. Đây, đây là cái này là để cho vào đây. Để khi mà cho vào cái tay cầm này, để khi mà nước nó ra áp lực nước mạnh hay là nhẹ đột ngột thì cái sen nó sẽ không bị vặn đi. Đó. Sản phẩm này thì đang có sẵn tại cửa hàng của Hàng Nhật 123. Các bác có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm thì hãy gọi theo số hotline 0947286123. Và các bác nhớ ấn theo dõi kênh YouTube của Hàng Nhật 123 để đón nhận nhiều sản phẩm mới hơn và nhiều video mới hơn về các sản phẩm Nhật nội địa. Và hẹn gặp lại các bác tại những video tiếp theo ạ.